I said, fuck it, let's let bygones be bygones. You know what my heart was, you can never question what I'm on. Once I say fuck it, then it's fuck it, bitch, it's so long. I could never worry more about what you want. What's good, you two? Welcome back to the channel. How y'all doing, Landside? Damn, I look good. As you can see from the title, man, shit, I got another one. You did what I'm saying. It dropped not too long ago. It's Team Wowie. Now I'm saying Rap Viet. It's Team Wowie. So I gotta show love to that team, yo, cause they team go hot. The rappers on that team go hot. You feel what I'm saying? So hey, I gotta share love. So if you need to jump to discover shit, I'm trying to hit 30k. So if you haven't subscribed, please go ahead and subscribe. I don't know what you're waiting for, man. Share this video, let's go crazy, let's go viral. I know we can go viral. Let's go viral. You know what I'm saying? Let's get a million on this video, man. Let's get a million. I know we can, let's get it. You feel what I'm saying? Cause Vietnam fam is the best family on YouTube and strongest family on YouTube. I know we can get 1,500,000 views. You feel me? Let's get there. Let's get there. Subscribe down below if you haven't. Share this video with a big fat thumbs up. Let's get to it. In 3, 2, 1. Oh, hello mọi người. Mình là Tết đây. Ok. Và chắc hẳn hồi nhỏ tất cả mọi người ngồi đây ai cũng đã từng có một ước mơ đúng không ạ? Và mình cũng thế. Thì ước mơ của mình đó chính là yeah. Ngày bé tôi luôn thầm mơ, hồn nhiên với bao nụ cười, cầm chắc tay laser gun, ra ngoài chơi và không bao giờ lười. Bạn bè cùng trang lứa, nhiều người thì bị tôi chơi cho khóc than. Tại bởi vì là tôi muốn làm siêu nhân để có thể chở che mọi người. Yeah, trông tôi bao ngầu y như Power Ranger sau khi về trong thước phim. Yeah, không mang ưu phiền, có siêu nhân thì không bao giờ phải lo xước tim. Mình đông và ra sắt thì chẳng phải sợ quỷ tha và ma bắt. Mình chẳng ngại gì, thậm chí đàn yêu quái còn bị mình đập. Không thể nào mà ngồi lên trên mà nói được tiếng tâm tì. Yeah, khoác outfit lên người, dòng trời và đùa khắp chốn, so găng với yêu tình trong thâm tâm. Em fly to the galaxy. Hey, kéo thêm nam nhập thần. Về nhà mình lập cặp bướm. Vui tươi em ngây ngô không có thằng bố lo. Em fly to the galaxy. Biu, 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 become superhero. Biu, 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 em fly to the galaxy. Biu, 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 become superhero. Biu, biu, and fly to the galaxy, yeah. Và cho đến khi tôi lớn lên, okay, tôi mới nhận ra một điều crazy. Là I can just feel it, like the momentum ngoài, is changing. Mà nó có phải thể hiện từ bên trong, ý chí và niềm tin của các bạn nữa. Tạo những khác biệt, vận cầu ác liệt, vượt cái rap đến khi sức bị phát kiệt. Chưa dừng đâu, chú trọng trong từng câu lý lẽ thật cứng rắn để trở thành thần đồng rap Việt. Tôi luyện ý chí cùng niềm tin sắt đá, ghép tiếng trong gai thành từng mảnh chắp vá. Lấy chất liệu đó để biến tấu và chiến đấu, nghiền câu thức thử thách bằng những bản nhạc thật đắt giá. Không có chỗ cho mộng tưởng nên phải cố lên, cố vững mình thật cao để thoát cả hố, để chứng minh cho người nghe thấy ta chiến thắng bằng thực lực chứ không phải số hên. Khí phát hiên ngang, mọi chướng ngại vật đều bị ta đá văng. Tên như đại hiệp không có liên quan nhưng mà ai cũng bảo là dương quá căng. Let's get. Đứng ở đây ta vẫn đang có bao nhiêu thăng trầm, ta chiến đấu qua từng ngày cho trình độ tăng dần, sức mạnh gia tăng vì con đâu có xa xăm. Trong bầu trời đầy 3 năm ta đã sáng như là trăng rằm. Hơn từ cạnh khóe không trả lời khuyên dương, ta vẫn mạnh mẽ như bộ đội liên cương. Từ ngày qua ta up level up, một ngày mình đứng ra sắt như là phù đồng thiên vương. Không bao giờ chùn bước, ta sẽ tỏa sáng vào mai đây. Nỗ lực qua từng ngày dù chẳng có một ai hay. Họ nói rằng ta yếu đuối, ta chứng minh nhỏ sai ngay. Còn những người định cản bước, get out of my way. Easy, mình đông ra sắt, mình đông ra sắt. Tâm bao luôn chảy mãnh liệt là điều ta chắc, là điều ta chắc. Thì gì mình đông ra sắt, mình đông ra sắt. Quyết tâm bao luôn chảy mãnh liệt là điều ta chắc, điều ta chắc. Tiếp tục cố gắng dù có những lời cười chê, thành hiện được nhiều vô đắng trước khi bài nhạc của mình có nhiều người mê. Vậy nên là sao ngoài bút sắc từng trang chi tiết, những người muốn khiên ngang hy viết giúp ta ngẩng đầu hiên ngang đi tiếp. Yeah, những kẻ nhà bán bên ta bỏ lại phía sau đã góp thêm cho ta một phần nỗ lực để rồi một ngày không xa ông trên công phục công ta nắm được thành quả trên đỉnh. Vì con ta vỗ ngực tâm trí ta cứng rắn không thể lấy chuyển như một tảng đá, và ta biết thêm về con người ta không thể nào tính nên đời bằng ra nên đời ta vẫn cứ đi dù có rất nhiều vết thương thì ta vẫn cứ tiếp bước vào tất cả những kẻ đi xuống đều không thể đến nên mà gặp phá. Không bao giờ chúng ta sẽ tỏa sáng vào mai đây. Nỗ lực qua từng ngày dù chẳng có một ai hay. Họ nói rằng ta yếu đuối, ta chứng minh nhỏ sai ngay. Còn những người định cản bước, get out of my way. Thì mình đông ra sắt, quyết tâm ta luôn cháy mãnh liệt là điều ta chắc. Thì mình đông ra sắt, quyết tâm ta luôn cháy mãnh liệt là điều ta chắc.
God damn. Okay. I like that a lot. Drop the crime yo. Pause, man. You feel me? That was a vibe. I ain't gonna lie to you. Like, he went crazy. Like, he went super duper crazy. You feel me? But if you need to chime in, let's go and share, man. I feel so good right now. I feel like I can just work all night. You feel what I'm saying? I feel like I can just post videos for you all night. So if you guys want more videos, man, comment down below and let me know. You get what I'm saying? Comment down below and let me know. If you need to the channel, subscribe. There's a big subscribe button down below. Down here, I'm pretty sure. Somewhere down there. If it's red, that means you still haven't subscribed. Click that subscribe button, you get what I'm saying? There's no payments, it's free. Click that, support, show love, you feel me? Hey, I love y'all. See you guys in the next one. It's a boy just official. If you haven't followed me on my Instagram, please go ahead and do so. At just official 2Ls. I love y'all.